Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng các cái hàm về giờ, phút, giây. Là chúng ta ngày tháng năm chúng ta đã sử dụng rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là giây, phút và giờ. Như vậy trong phần này chúng ta sẽ tính thời gian và người ta yêu cầu là tính bằng phút. Như vậy nếu như các bạn sẽ dùng là thời gian là bằng giờ kết thúc trừ giờ bắt đầu, giống như mình làm kiểu ngày, thì nó sẽ ra là 0.53. Có nghĩa rằng nó định nghĩa kiểu ngày giờ. Bởi vì phía trước mình đang dùng là kiểu, phía trước mình định nghĩa là 10 giờ 12, 10 giờ 05, tức là tổng cộng là 53 phút. Nhưng nó định diện theo kiểu này thì chúng ta không tính được. Bởi vì dưới này người ta nói là số cuộc gọi là cứ 3 phút một cuộc. Như vậy nếu mà chỗ này mình bằng thời gian chia cho 3 thì nó ra 0.01 cuộc gọi. Chỗ này là không đúng. Cho nên ở đây chúng ta sử dụng hàm minute để chúng ta lấy số phút. Dùng hàm minute ha, lấy số phút, đóng ngoặc lại và nó trả về kết quả là 00. Lý do nó vẫn còn đang hiểu là thời gian. Chúng ta chuyển về general thì nó cho chúng ta con số là 53 phút. Được chưa? Và bên này số cuộc gọi tức là 53 chia 3 bằng 17.67. Và trong này khi chúng ta cuộc gọi thì người ta nói là chỉ lấy phần nguyên. Lúc nãy chúng ta học rồi, lấy phần nguyên dùng hàm gì? Hàm gì các bạn? Hàm in. Cho nên chỗ này thay vì D3 chia 3 thì chúng ta kết hợp hàm in vào đây. Kết hợp hàm in vào. Và chúng ta có tổng cộng là 17 cuộc gọi. Rồi, bây giờ chúng ta kéo xuống, copy công thức xuống. Tại sao từ 8 giờ 10 đến 9 giờ 10 người này gọi bao nhiêu phút? Bao nhiêu các bạn? 0 phút. Nhưng mà thực chất người ta gọi bao nhiêu? Từ 8 giờ 10 đến 9 giờ 10 là bao nhiêu? 1 tiếng đồng hồ. Mà sao lại không tính tiền cho người ta? Cho nên chỗ này mình bị thiếu. Thực ra người ta gọi hết 1 giờ. 1 giờ. Nhưng mà trong công thức của mình có liên quan đến giờ không? Không. Cho nên chỗ này bạn sẽ phải dùng thêm một cái hàm nữa là hour để bạn lấy giờ. Chúng ta thêm giờ vô đây. Giờ của kết thúc trừ bắt đầu. Mà nếu như 1 giờ thì bao nhiêu phút? 1 giờ là bao nhiêu phút các bạn? 60 phút. Cho nên chỗ này chúng ta phải nhân cho 60. Chỗ này nhân cho 60. Copy công thức xuống. Bạn này từ 8 giờ 10 cho đến 9 giờ 10 tức là gọi 1 giờ 0 phút. 1 giờ là 60 phút. Cho nên nó tính ra là bằng 60 phút. Được không? Tương tự như thế, bạn này từ 10 giờ cho đến 12 giờ tức gọi 2 giờ 0 phút, mà 2 giờ là 120 phút. Như vậy chúng ta đã tính được số cuộc gọi, số phút dư. Dư là gì? Dùng hàm gì để lấy dư? Hàm mod bằng mod. Mod của cái gì? Của thời gian. Với bao nhiêu?
Với ba, đúng rồi, phải với ba nhé. Bởi vì một block của mình là 3 phút, cho nên mình phải tính với 3. Bây giờ thành tiền. Thành tiền người ta nói là số cuộc gọi nhân đơn giá. Đơn giá đâu? Đơn giá là 800 đồng một cuộc. Như vậy mình có thể để thêm cái đơn giá ở đây. Đơn giá là 800 đồng. Bây giờ số cuộc gọi nhân đơn giá. Tuy nhiên nếu số phút dư mà lớn hơn 0 thì được tính là một cuộc. Vậy bây giờ trước khi tính thành tiền, chúng ta xem thử người này gọi bao nhiêu cuộc. Theo các bạn, anh Tuấn, An Tuấn gọi bao nhiêu cuộc? 18 cuộc. Lý do là 17 và dư 2 phút. 2 phút được tính là 1 cuộc. Vậy thì làm sao ra con số 18 ở đây? Bằng gì? Bằng 17 là số cuộc người này gọi cộng với cái gì các bạn? Nếu như số phút dư lớn hơn 0 thì được tính là một cuộc. Vậy mình biến cái câu nói của mình thành hàm. Nếu như số phút dư, được chưa? Số phút dư là F3 lớn hơn 0 thì là cái gì? Một cuộc. Còn nếu không thì thôi. Như vậy thì hàm F này các bạn thấy là value 2 là nằm trong dấu ngoặc vuông, chúng ta trả về là 1. Value 4 nằm trong dấu ngoặc vuông thì chúng ta có thể không cần nó cũng được. Chúng ta đóng ngoặc ở chỗ này luôn. Như vậy hàm if của chúng ta có 2 đối số thôi. Được không nào? Như vậy nếu đúng thì trả về là 1, còn không thì không trả về gì hết. Như vậy chúng ta có bạn này là 42 cuộc, 19 cuộc, 23 cuộc, đúng chưa nào? Và ứng với một cuộc gọi thì giá tiền là bao nhiêu? Là dựa vào đơn giá. Như vậy thì mình đã có số cuộc gọi rồi. Mình sẽ lấy số cuộc gọi này, mở ngoặc đóng ngoặc, tức là tổng số cuộc gọi, mình nhân cho đơn giá. Đủ chưa? Thiếu gì? F4 để cố định cái đơn giá lại. Tại vì mình copy công thức xuống dưới, cho nên mình phải cố định lại. Và chúng ta đã có được hoàn thiện cái bài của chúng ta. Như vậy các bạn chú ý trong bài này, chúng ta có số phút thì chúng ta phải tính bằng công thức là lấy giờ và lấy phút để chúng ta cộng lại. Cuộc gọi là phải dùng hàm in để lấy số nguyên. Số dư là dùng mod. Và thành tiền là phải tính thêm cái phần ở phía sau. Được chưa nào?